Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại môn bẫy cò bẫy bạc nhá. Bẫy cò bẫy bạc giới thiệu phụ kiện, tư vấn phụ kiện cho anh em mua đồ về bẫy cò bẫy bạc nhá. Đó là keo và thẻ tre, hay anh em gọi là que giò nhá. Thì bây giờ cái này thì tôi giới thiệu cho các bác chủ yếu là các bác chơi văn nghệ, thế còn các bác nào mà chơi chuyên nghiệp thì cứ lấy số lượng nhiều hơn thì tùy các bác. Thì các bác chơi chuyên nghiệp thì các bác cần được bao nhiêu rồi. Nên đây là tôi tư vấn cho các bác là mua về chơi văn nghệ làm sao cho nó hợp lý, nó phù hợp, nó vừa đủ chơi và lại kinh tế nhé, kinh tế hiệu quả. Thì đầu tiên ấy nó là cái keo, thì là keo bẫy cò bẫy bạc nhé, là keo bẫy chuyên nghiệp chuyên dụng, keo công nghiệp. Đây như này, một shop sẽ bán cho các bác đơn vị ít nhất này là các bác mua 1 cân, ít nhất là các bác mua 1 cân nhé, 1 cân. 1 cân này thì nó là 300.000 nhé, 300.000. Tư vấn cho các bác mua hàng này, thông báo giá cho các bác luôn để các bác nắm được, các bác dễ mua nhé. 1 cân là 300.000, đã bao gồm cả phí ship cho các bác nhé, bao gồm cả phí ship. 1 cân này thì sẽ dùng cho được từ 700 từ 800 cho tới 1.000 que nhé, 1.000 que quấn 1 lần đấy. Thế còn bác các bác đánh văn nghệ thì các bác nên mua ít nhất ở đây là chừng khoảng 300 que, mỗi một bó này là 100 này đấy. Mỗi bó này 100 que nhé, các bác mua ít nhất lấy 300 que. Tại vì các bác cắm cò ấy, thì các bác cắm không được thưa lắm đâu. Và thứ hai nữa, khi các bác cắm xong thì các bác phải còn lại 5-70 que để dự phòng ở trong ống. Thế cò nó dính vào một cái thì các bác nhúp nó ra, chưa gỡ được lông thì mình tiếp tục mình có que dự phòng mình cắm vào nhé. Thế còn bây giờ đánh thì cò trắng hay cò bợ chủ yếu mình đánh ở bờ, đánh ở bờ, còn đánh ở ngã tư 4 nối, chứ không phải cắm được một cái chòm chừng 2-3 mét mà cò nó bay vào đấy đâu. Nó phải là khá là rộng, mà cái co que cắm cò này nó cũng hao lắm. 100 que cắm không được bao nhiêu đâu nhé các bác nhé, 100 que cắm không bao nhiêu đâu. Thì các bác chưa văn nghệ thì các bác ít nhất là mua đấy 300 que. Thế còn về cái giá của cái que này ấy, thì như còn đến trước tôi đã nói rồi, cái que này là cái que vót thủ công, làm nó trau chuốt, nó nhẵn, nó trơn tru, búp nhỏ ngọn to dẻo, che tốt thì giá nó hơi cao. Cái này giá các bác mua theo keo nhá, các bác mua theo keo ấy nó là 130.000 một bó cho 100 que này, 130.000 một bó trong que này, có nghĩa là 1.300 một que đấy nhá. Thế còn nếu mà các bác mà mua cái này không mà tốn thêm tiền phí ship ấy thì nó sẽ là 150.000 cho một bó này nhá các bác nhá. Đấy. Thì các bác mua theo cái keo này thì các bác sẽ không phải tốn phí ship, thì nó là 130. Thì các bác mua phù hợp để cho anh em chơi văn nghệ thì các bác nên mua đấy 300 que này, thêm cái nọ này nữa, 300 que là 300.000, là 390.000, 390.000 mới lại thêm cái này là 300 nữa, trở thành 690.000 nhé, 690.000. thì các bác sẽ đủ một cái bộ để các bác về chơi cò bạc. Các bác đánh văn nghệ thì các bác đảm bảo các bác đánh cả mùa luôn, chơi cả mùa luôn nhé. Thế còn các bác nào mà là thợ chuyên nghiệp rồi thì thợ cơm gạo rồi thì hết lại mua, nhiều khi mua một lần cả 5 cân 10 cân. Thế còn cái thẻ tre này thì trong tay các bác chuyên nghiệp luôn là có ít nhất là 1.000, 2.000, 3.000 luôn. Nếu mà đánh cò trắng phải tới 3.000, rất là nhiều. Anh em chuyên nghiệp thì lúc nào cũng sẵn sàng vũ khí như vậy rồi nhá. Thế còn anh em chơi văn nghệ thì tôi tư vấn cho các bác là mua ít nhất là mua 300. Tiền thì nó không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà các bác mà mua ít hơn ấy thì về dùng nó dở dương, nó nhỡ cỡ, nó thiếu, nó hụt, cái miếng nó không đủ miếng, nó nhỡ cỡ lắm nhá. Thì các bác cứ mua đấy 300 que thì nó phù hợp cho các bác chơi nhá. Thế còn nhựa này các bác lấy 1 cân thì các bác chơi cả mùa. Đấy. Đấy chủ yếu tư vấn cho các bác chơi văn nghệ, còn các bác mua chuyên nghiệp, chơi chuyên nghiệp thì các bác tùy theo số lượng mình chơi cần bao nhiêu, 5 cân, 10 cân, 1.000 hay 2.000 que. Các bác nào nhu cầu muốn thay que mới thì vui lòng liên hệ ủng hộ shop nhá. Nói lại thêm cho các bác, đó là hàng bót tay. Hàng bót tay chảo chuốt rất là chi tiết, rất là đẹp nhá, nhẫn nhụi. Đấy, đều. Thì giá nó phải cao. Tiền là của đấy thôi các bác nhé, tiền là của đấy rồi. Các bác nhé lưu ý cái
này sẽ hơi cao hơn những cái que khác đấy, thì tôi phải nói trước với các bác rồi, tiền nào của đấy. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau. Xin chào.